xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người của cộng đồng bi yêu thương của tôi. hôm chiều hôm nay thanh tiếp tục giới thiệu với mọi người một video mới liên quan đến những chủ đề rất hot của đồng bi. một trong những chủ đề hot nhất trong video ngày hôm nay đó là biden more. đó có những cảnh báo cho mọi người biết về cộng đồng bi của Trung Quốc họ đã có những phát biểu sai lầm phát biểu uh, sai lầm uh, về giá trị của đồng bi trên bị trên mô tin tức này thanh sẽ gửi đến mọi người ở phần cuối của video ngày hôm nay thanh sẽ có một số nội dung như sau thứ nhất là một nhà hàng ở đất nước Canada đã chấp nhận thanh toán đồng tiền Uh, thanh toán thức ăn, đồ ăn bằng bi, bi rh food ria từ Canada hỗ trợ hoàn toàn thanh toán bằng bitcoin. Hy vọng sẽ thấy nhiều thương gia ở nhiều quốc gia và khu vực hơn để thúc đẩy sự phát triển sự sinh thái. Đây là một nhà hàng, một nhà hàng ở đất nước Canada. Họ đã chấp nhận thanh toán bằng bi và thông qua nhà hàng này thì cũng có một cái số một số thông qua nhà hàng này thì có uh, một số người hỏi là địa chỉ này ở đâu để họ có thể tới tham dự nhà hàng và đây cũng là địa chỉ hỏi ở đâu và một bạn người Việt Nam tôi muốn bán bay về tôi nghèo tuyệt vời Đây là một điều sự thật. Rio Rio. Sự vui mừng cho các bạn. Như vậy một nhà hàng ở Base Reho nhà hàng chấp nhận thanh toán đồ ăn bằng đồng tiền. Bitcoin. Đó là tin tức đầu tiên mà Thanh muốn giới thiệu đến mọi người trong video ngày hôm nay. Tiếp tục, tin tức thứ hai Thành muốn nói muốn đến một người đó là một trao đổi hàng hóa tại Đồng Nai đã chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền bi. Một trao đổi hàng hóa tại Đồng Nai đã chấp nhận thanh toán bằng đồng bi. Chúng ta xem quá đơn. Chúng ta xem quá đơn. một nhà hàng Ánh Dương à, Nhà hàng Ánh Dương ở 149 Phùng Hưng, An Phước, Long Thành, Đồng Nai Điện thoại 0946351 351 à, 111 Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Nhân viên bán lẻ đã bán tổ yến chứng chân sản có đường giá 200 nghìn Ếch cun nho 270 nghìn Mày hảo hảo tổng cộng giá tiền là 572 và chấp nhận thanh toán bằng bi là 11,5 bi. Đây là một hóa đơn thật sự mọi người, thanh toán bằng bi hóa đơn 1,5 bi. Chúng ta có thể xem cái địa chỉ của hàng này. Anh em đồng thuận hàng hóa bi thành công. Cảm ơn chủ shop Anh Dương, cảm ơn anh Thế Tháng. Tâm Phước Biên Hòa Đồng Nai. Chúng ta có một hóa đơn và chúng ta có một cái giao dịch với 11,5 bi được bán ra. Đây là thông tin thứ hai mà tôi thấy là chúng ta đều vui mừng khi có một nhà hàng ở Đồng Nai, một quán tạp hóa Đồng Nai bán tổ yến, bán mì hòa hảo, tức là bán tạp hóa mà đã chấp nhận thanh toán bằng bi. Và giá trị đồng bi trong trường hợp này là nó hơn 50 đô, 20 năm Việt Nam đồng một chút, 50.000 Việt Nam đồng một chút. Đây là cũng là thành công rồi giúp lan tỏa đồng bi. Đó là tin tức ở Đồng Nai, một quán tạp hóa ở đồng nai đã bán uh, tổ yến Bàn thanh toán bằng bi, tổ yến chưng sẵn có đường thanh toán bằng bi. Đó là nội dung thứ hai trong buổi uh, trong video ngày hôm nay. Như vậy là thanh uh, nội dung thứ nhất thanh muốn nói đến một người đó là một nhà hàng ở canada đã chấp nhận thanh toán bằng bi. Nội dung thứ hai đó là một um, Đổi tổ yến chứng sản có đường và một số thứ trong quán tập hóa ở Đồng Nai chấp nhận thanh toán bằng bi với giá trị là 50.000 đồng một bi. Cái tin tức quan trọng nhất, tin tức thứ ba trong ngày hôm nay đó là à, một bức ảnh về một ông cụ, ông dù là tuổi cao nhưng ông vẫn vẫn đào bi chứng tỏ là bi không có phân biệt già người già hay người trẻ người già vẫn có thể đào bi bình thường đó là dụng dụng thứ ba thành muốn nói đến trong video ngày hôm nay và thông qua bức ảnh này thì cũng có nhiều cái tích là đây là một quý ông sáng tạo anh ta không bị mắc kẹt ở mạng lưới của những người của những công việc mọc mạc tức là anh là một uh, nói lên đây, đây là một quý ông sáng tạo mặc dù tuổi đã lớn nhưng mà ông nó cũng vượt qua cây xe bình thường mọi người tiếp tục tiếp tục là tàu hạnh phúc tàu mừng vui mừng cho tất cả các bạn những người vượt qua cây xe à, anh này mừng vì ông ấy đã vượt qua cây xe tiếp tục Tương lai tốt đẹp, một tương lai tốt đẹp ràng liền tính đoàn kết và tiến bộ cho lòng tốt. Tiếp tục. Tương lai tốt đẹp, một tương lai tốt đẹp ràng liền tính đoàn kết và tiến bộ cho lòng tốt. Tuyệt vời. Nói chung đa số đều là chúc mừng cho ông cụ đã hoàn thành cây C. Về thông tin thứ ba đó là bay đồng bay có thể được đào bởi người già là bình thường, chuyện bình thường. Thông tin quan trọng tiếp theo, thông tin nội dung chính trong bữa hôm nay đó là BCM đã có một cái có một cái nội dung như sau. Có một dấu cộng ở cuối trung tâm mua sắm BCM là nút xuất bản và chúng tôi luôn hỗ trợ tất cả người dùng xuất bản hàng hóa hoặc dịch vụ. Thì khi chúng ta truy cập cái hệ sinh thái Pichan thì chúng ta có một cái dấu cộng ở giữa dấu cộng này là chúng ta có thể đen hàng hóa mình để bán người dùng vừa là người mua vừa là người bán và Pichan Mall chưa bao giờ tham gia vào việc định giá gần đây chúng tôi nhận thấy rằng một số người ở mỗi khu vực Trung Quốc đã đưa ra một số tuyên bố sai ở đây chúng tôi nhấn mạnh rằng những nhận xét này không liên quan gì đến Pichan Mall tức là những người dùng ở Trung Quốc là định giá với mức giá 314.159 bi với định giá là này là nói là Bitcoin định giá nhưng mà đã không phải mọi người Đã là Tuyên bố sai Chắc là tuyên bố mạo danh Bitcoin đây Tiếp tục có phần thứ hai mà Bitcoin Mall nói đáng lý là Cũng lưu ý rằng Bitcoin chỉ chấp nhận bi và không chấp nhận bất kỳ loại tiền tệ Pi nào Hãy cẩn thận để không bị lừa gạt Nếu bạn bị lừa gạt tiền bởi những người không biết mục đích là gì Nhưng hãy quảng bá nó dưới biểu ngữ của biden vui lòng gọi cảnh sát ngay lập tức bây giờ tin tức chính thức của biden chúng tôi sẽ đèn ở đây thứ tức là những người nào mà dám mạo biden mo bằng biểu ngữ biden thì chúng ta có thể hội gọi ngay cảnh sát để họ có thể uh, xử lý và đặc biệt thứ ba cái tin tức thứ ba chúng ta muốn nói đến là nếu bạn đã bị một số tổ chức, hoặc cá nhân tự đảo thu thập thông tin dưới biểu ngữ biden vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email tới bitchenmore.gmail.com Bitchenmore có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để truy tố những kẻ lừa đảo. Tức là những bạn nào mà bị lừa đảo với những cái tổ chức cá nhân mà lừa đảo bạn để thu thập thông tin dưới dạng biên ngữ More, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua cái email hỗ trợ để chúng tôi có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp để giúp cho các bạn Trị tố những kẻ lừa đảo đó là bà tuyên bố đối với uh, b tuyên bố thứ nhất liên quan đến việc là uh, tuyên bố là chúng tôi không có định giá tiền giá trị của đồng bi trên hệ thống b như một số biểu Trung Quốc đã, đã đã có phát ngôn và thứ hai là khi mà bạn bị lừa đảo thông qua một cái số tổ chức cá nhân mà có biểu ngữ Bichemar thì các bạn hãy gọi cho 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 cảnh sát và uh, có thể gọi ý kiến uh, qua email cho bịt mờ để bịt mờ có độ ngủ đột sơ chuyên nghiệp để giải quyết truy tố những người cai lừa đảo. Thông tin này đã có những cái tích nhiều tích đúng vậy ở Trung Quốc có rất nhiều người gặp vấn đề ở cái đầu của họ nhìn bề ngoài họ làm gì cũng có sự nhất trí cao thật ra đằng sau họ là ăn chứa những lời những bí mật rất tệ hại từ anh này che trách người Trung Quốc. Chia trách người Trung Quốc tiếp tục những kẻ hát giá 310.000 mười nghìn rửa vào đai để lừa tiền nhiều người bị lừa dối tuyệt vời tức là Benjamin <laughs> đó là một cái động thái là Benjamin không có định giá và tuyên bố là không có định giá và nếu những kẻ lừa đảo nào trên về màu danh Benjamin thì hãy liên hệ với họ qua email hoặc là qua cảnh sát để Benjamin để họ giải quyết như vậy là thông tin đây là thông tin thứ tư thông tin thứ tư liên quan đến bên trên mò thông tin thứ tư mọi người thông tin cuối cùng là Trung Quốc đã tổ chức hội nghị web 3.0 vào ngày 28 tháng 7 và trong hội nghị này có chúng ta thấy có xuất hiện đồng bi này mọi người Trung Quốc đã tổ, tổ chức các hội nghị về bi vào ngày 28 tháng 7 này đây là một cái hội nghị giúp cho lan tỏa bi ở đồng đồng Trung Quốc vì cũng Trung Quốc là một gia của số dân hiện tại là đứng nhì thế giới nên việc lan tỏa đồng bi Trung Quốc thì rất có lợi cho giá trị của đồng bi sau này nên chúng ta có tin này chúng ta phải vui vì giá trị đồng bi sẽ được lan tỏa rất lớn như vậy tóm lại ở video này thanh đã giúp cho mọi người tìm hiểu những nội dung như sau nhất là ở một nhà hàng ở Canada chấp nhận thanh toán đồ ăn bằng bi thứ hai là một một thanh toán một giao dịch ở Tam Phước biên hòa Đồng Nai chấp nhận dùng bi để đổi một tổ yến tổ yến chứng chân sản có đường mì hoa hảo một thứ hoặc dụng nói chung là thứ đồ dùng hàng ngày ở Long Thành này, Đồng Nai, Đồng Nai, An Phước, Long Thành Đồng Nai. chấp nhận là thanh toán với giá trị đồng thuận là 50.000 đồng trên một bi. Và thứ ba là việc đầu bi có thể dành cho người người già. Người già cũng có thể đầu bi, không phân biệt trẻ già. Tiếp tục là về trên đã tuyên bố là có một số cái màu danh đã, nên nói là cái giá đã, đã nói trên định giá bị trên hệ sinh thái đây là một sự lừa đảo nên bộ cảnh trên cảnh báo mọi người là về không có định giá bị trên hệ sinh thái của mình và nếu những người nào mà có sự lừa lọc bằng bị từ về trên thì về trên khuyến khích mọi người hãy gọi cảnh sát và gọi email cho Benjamin để Benjamin có thể giải quyết vì Benjamin có một số luật sư rất có giá trị để họ giải quyết vấn đề này và tiếp tục là cái hội, và tin cuối cùng đó là một cái hội nghị tổ chức hội nghị về bi đã diễn ra ở Trung Quốc hội nghị về bi và lập đã diễn ra ở Trung Quốc đó là những nội dung chính trong buổi, trong cái buổi ngày hôm nay những video ngày hôm nay à, phần cuối cùng của video chính là tôi muốn bán cái internet download manager đây là một cái cây tuyệt vời giúp cho các bạn có bản quyền chính hãng từ nhà sản xuất EDM. Nếu chúng ta sở hữu một cây một năm chúng ta sẽ có mất 250k thôi. Một cây trọn đời chúng ta mất uh, có 450k. Mà chúng ta được sở hữu một cây giúp cho phần mềm internet chúng ta internet download manager chúng ta hoạt động trân tru ổn định. Đó là mục tiêu của kênh lúc mọi người lan tỏa đồng bay cũng như lan tỏa cái cây bản quyền chính hãng internet download manager một nỗi xin ơn mọi người đã theo dõi video xin chào mọi người bye